Em xin chào anh Việt. Dạ chào anh Thắng. Dạ em xin chào cô chú anh chị. Dạ hôm nay em có giao lưu với cô chú anh chị là 10 gốc mai hương. Dạ địa chỉ em là ấp Thanh Thới, Anh Thủy, chợ gạo Tiền Giang. Rồi hiện tại thì mình đang ở chợ gạo của Tiền Giang. Hôm nay có quay trở lại vườn mai của anh Việt nè. Rồi qua video cũng xin cảm ơn tất cả những người anh em đã ủng hộ anh Việt trong cái lô cây vừa rồi. Anh đã chốt thành công. Hôm nay có 10 gốc mai hương nha anh em. Giá cả hữu nghị, chia sẻ đến anh em cho anh em chơi. Rồi đầu tiên mã số 1. Số 1 là chiều cao khoảng nhiêu vậy anh Việt? Dạ chiều cao cỡ 3m3. Rồi 3m3, còn tán ngang anh? Dạ tán ngang 3m. Rồi tán ngang 3m. Toàn bộ 10 cây là mai hương không anh? Dạ 10 cây là mai hương không. Là nó khoảng bao nhiêu cánh anh Việt? Dạ là 5 cánh 7 cánh à. Rồi từ 5 đến 7. Đây bộ tàn này nè. Tàn tròn nha, một cốt. Cây này thân nó sắn nha, sắn nhẹ nhẹ lên. Đây mặt tàn phía đây. Mai hương nha anh em, 10 gốc nha. Đấy đây. Anh có làm nhẹ nhẹ phía mặt phía trên nè. Đồ chắc còn tơ hả anh chị? Dạ còn tơ anh. Cái này nó mới 17 năm. 17-19 năm. Rồi mình đo thông số luôn anh chị ơi. Mã số 1. Rồi chuẩn hả anh? Dạ. Nồi đế chắc cỡ 2,5. Rồi nồi đế 2,5 nha. Thân sắn nha nè. Một cốt đi lên. Rõ nét. Dàn xương nè. Rồi mình đo thử cái tay chi luôn anh. 20. Rồi chính nhất là 20 nha. Thóc thân 39. Rồi thóc thân 39. Nhỏ gọn dễ chơi. Rồi số 1 này chốt giá như anh Việt? Dạ cây này em giao lưu là 19 triệu. Rồi 19 triệu mã số 1 nha. Rồi tiếp theo mã số 2. Đây bộ tàn quá đẹp luôn. Số 2 chiều cao khoảng như anh Việt? Dạ số 2 chiều cao cả 3m. Rồi 3m còn tán ngang anh? Tán ngang cũng cả 3m luôn anh. Rồi tán ngang 3m. Nhắc lại với anh em là 10 cây này là mai hương không nha anh em. Bông ghim 5 đến 7 nha. Cây này nhỏ bộ xương đẹp quá. Cứng khừ luôn. Đây này nè. Đây cốt chủ nha, một cốt đi lên. Gõ nét luôn. Rồi đế đây. Rồi chuẩn anh. Dạ chuẩn luôn 42. Rồi 42 chuẩn nha anh. Rồi số 2 này chốt giá nhiêu anh? Dạ cây này em giao lưu là 17 triệu. Rồi số 2 17 triệu nha. Tất cả cây bao xếp 200 km hết anh vậy? Dạ. Rồi tiếp theo mã số 3. Cây này còn bông luôn nè anh em ơi. Có ong nó bu luôn nha. Vàng nghệ anh em. Cái chiều cao số 3 này khoảng nhiêu anh Việt? Dạ chiều cao này nằm cỡ 3,5m. Rồi 3,5m còn tán ngang anh? Tán ngang cũng 3m. Rồi tán ngang 3m luôn. Anh em này chốt hết luôn này chắc có cái giá tốt luôn anh Việt? Dạ 10 cây. Có cái bông sẵn này nha. Chốt hết thì em có giá cũng nghỉ luôn. Rồi đế đây anh em ơi. Cái cây này làm bể muốn lên sụ rồi. Mấy cái nách này ha. Dạ. Rồi mình đo thông số anh chị coi. Cây đế đẹp nha nè. Bung đều hết. 40. Rồi chuẩn 40. Mình đo đường kính ngang cái bầu coi anh chị. Dạ 90. Rồi 90. Đế nó bung ra hết cái bầu luôn. Cây này vậy anh em trồng lắp đế xong này đế lớn đẹp luôn nè. Không thiếu cọng nào hết. Rồi số 3 này chốt giá nhiêu anh? Dạ cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 17 triệu luôn anh. Rồi 17 triệu luôn, mã số 3 nha. Rồi tiếp theo mã số 4. Số 4 này chiều cao tán ngang khoảng nhiêu anh vậy? Chiều cao cả 3m, tán ngang 3m luôn anh. Rồi, cao 3m, tán ngang 3m.
một cốt đi lên. Tại là về bấm bấm cho nó xương xương chút xíu nữa cho nó lực cây là ok nè. Rồi, để đây. Nguyên một khối để đặt. Toàn bộ cây liệt lạc nha anh em, không có thẹo tích gì hết. Xanh sạch đẹp. Rồi mình đo thông số anh Việt, mã số 4. Rồi chuẩn 42, mình đo luôn cái củ đế nó coi nhiêu anh Việt. 1,5 m. Rồi 1,5 m đặt nha. Rồi số 4 này chốt giá nhiêu anh? Dạ cây này em giao luôn là 15 triệu. Rồi 15 triệu nha. Một cốt mai hương bao xếp 200 km. Rồi tiếp theo mã số 5. Cây này phơm cao anh em ơi. Số 5 chiều cao tán ngang khoảng như vậy? Dạ chiều cao cỡ 4 m, tán ngang nằm cũng cỡ 3,7 m. Rồi. Cao 4 m, tán ngang 3,7 m. Cây này một cốt đẹp vậy đó. Thẳng gan luôn. Rồi mặt tàn phía này nè. Tàn bung tròn hết nha. Rồi để đây. Rồi đo thông số luôn chị coi. Mã số 5. Rồi 40. Vị trí này là 50. Rồi. Ngay cái cục đó nó như cái cũ vậy anh em. Dạ. Phù qua nha, 50. Rồi ok anh chị coi. 10 cây có cái này tàn lớn nhất anh chị. Dạ. Đây, dòng dải cây. Này tạo thằng thông trên nè. Rồi số 5 này chốt giá nhiêu anh? Dạ cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 19 triệu luôn. Rồi 19 triệu. Mã số 5 nha. Rồi tiếp theo mã số 6. Số 6 này chiều cao tán ngang khoảng nhiêu anh Việt? Dạ chiều cao nằm cỡ cũng cỡ 3,5 m á. Rồi. Còn tán ngang anh? Tán ngang là 3 m. Rồi 3 m. Cây số 6 số 5 này nó chiều cao tán ngang nó cũng ngang ngang nhau nè. Đế nè. Wow, đế múa lượng nha. Đặt luôn nè. Rồi mình đo thông số đi vậy. Mã số 6. 42. Rồi chuẩn 42. Mình đo luôn nồi đế nữa luôn anh. Dạ cái nồi đế này cũng 2,5 m á. Rồi 2,5 m làm như nhà nhện nha anh em. Ra con độ nó múa lượng lắc uống éo. Rồi tàn mặt phía này đây. Cái này về nuôi tàn thêm nha. Tỉa cắt để cho nó tròn nữa. Mai hương. Rồi số 6 này chốt giá như anh Việt? Dạ cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 17 triệu. Rồi 17 triệu. Rồi tiếp theo mã số 7. Một cốt đi lên. Cây này đang lên xù hay gì anh Việt? Dạ cây này nó xù me. Đang lên xù me. Dạ. Rồi chiều cao tán ngang nó khoảng nhiêu anh? Dạ chiều cao nó 3,5 m. Tán ngang nó 3 m. Rồi cao 3,5 m. Tán ngang 3 m. Chắc cây này xong các cái video nó xuống lá anh Việt? Dạ. Lá nó cũng ngã màu rồi nè. Một cốt nha. Chân cành cũng đẹp nha nè. Nè. Xù me mấy cái nách này nghe điểm này nó nổ xù ra hết theo mấy cái nách hết luôn. Đây cây này thì sẽ đang lên xù da me nha. Rồi nó có quỷ củ đế đặt nè. Nguyên cục luôn. Rồi mình đo thông số luôn vậy coi. Nghe cái cổ này là nó 40, 41 đến 40 thôi. Rồi. Em đo cái cũ rồi luôn nha. 40 là chuẩn anh. Dạ. Cái cục đặt này nếu mà nằm về là nó 62 nè. Rồi, 62. Cái cũ đặt nha. Dạ. Rồi mình đo luôn rồi đấy luôn coi nhiêu anh vậy. Này đấy cũng cỡ 2,5 m. Rồi 2,5 m. Hết cái bầu luôn nha.
Cái này số 8 hay số 7 anh Việt? Dạ cây số 7. Rồi số 7 này chốt giá nhiêu anh? Dạ cây này em cũng vô luôn là 17 triệu luôn. Rồi 17 triệu luôn nha. Mã số 7. Rồi tiếp theo. Đây chắc mã số 8 đây anh. Dạ. Đây. Số 8 này chiều cao tán ngang nhiêu anh? Cây này chiều cao tầm cỡ 3 m. Rồi 3 m. Ngang 3 m. Rồi tán ngang 3 m. Tàn tròn nha. Đây. Thiên nhiên. Vì xuống lá rồi con vô nhẹ nhẹ cho nó tròn nữa cái bầu. Nuôi nó ra lá mới cái là ok anh em ơi. Diện xương nè. Rồi để đây. Rồi mình cho mình đo thông số cho khán giả xem luôn anh Việt ơi. Là 37. Rồi chuẩn anh. Cái chuẩn eo nó luôn. Rồi. Cái cục này là 49. Rồi, cục đế đặt 49. Nồi đế là 250. Rồi, nồi đế đặt là 2 m. Nồi đế tổng theo đế là 2 m rưỡi nha. Rồi đây, từ xa cho anh em xem bộ tàng đây. Cái này nhỏ gọn dễ chơi nha. Rồi số 8 này chốt giá nhiêu anh Việt? Dạ em giao lưu với cô chú anh chị là 15 triệu. Rồi 15 triệu nha, mã số 8. Rồi tiếp theo, mã số 9. Số 9 chiều cao tán ngang khoảng nhiêu anh Việt? Chiều ngang cao là cỡ 2m7, tán ngang cũng cỡ 2m7 luôn. Rồi cao 2m7, tán ngang 2m7 luôn. Một cốt gặt ghi luôn em ơi, 10 cây này nè. Lá xanh mơn mởn. Rồi đế đây. Rồi mình đo thông số luôn vậy coi. Mã số 9. 37. Rồi 37 chuẩn. Cũng cả 250 luôn. Rồi nồi đế 2m5 luôn nha. Rồi số 9 này chốt giá nhiêu anh Việt? Cây này em giao lưu cô chú anh chị là cũng 15 triệu luôn. Rồi 15 triệu mã số 9. Rồi tiếp theo mã số 10 cuối cùng hôm nay. Cái số 10 này chiều cao tán ngang khoảng nhiêu anh? Dạ chiều cao nó là cũng cỡ 2m9 á. Dạ tán ngang nó cũng 2m9 luôn. Rồi tán ngang 2m9 luôn. Rồi đế đây. Đế này về tỉa cho nó gọn nó ok nè. Nè, nào dư đó mình cắt bỏ hết. Đế đầy đủ hết. Bố xuống không. Rồi mình đo thông số anh Việt. Mã số 10. 45. Rồi, chuẩn 45. Để náo nhẹ cục đế cho anh em xem luôn. Là 250 luôn. Rồi, 2m5 luôn. Cái đế đó, nó khôn lắm nè. Nè, có hết luôn nha. Mặt trên này anh em bỏ luôn bình thường. Dưới nó có chịu dưới trơn rồi. Rồi, số 10 kết thúc video này mình giao lưu giá nhiêu anh Việt? À, giao lưu với cô chú anh chị là 17 triệu luôn. Rồi, 17 triệu. Tất cả cây đều bao xếp 200 km hết nha anh em. Mai Hương nha.